Năm 2023 được đánh giá là một năm rất thành công của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Vũ khí trang bị của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Viettel Hi-Tech, VST, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, đã tham dự nhiều triển lãm quốc phòng quy mô lớn trên toàn thế giới. Qua đó chúng ta thu về 6 hợp đồng lớn với các đối tác nước ngoài. Chiến dịch đưa vũ khí trang bị của Việt Nam tiến ra thế giới dĩ nhiên chưa dừng lại ở đây. Khởi đầu cho năm 2024 này là lần đầu tiên chúng ta mang hàng của mình sang Malaysia để giới thiệu với bạn bè các nước. Cụ thể, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel của Việt Nam hiện đang tham gia triển lãm và hội nghị dịch vụ quốc phòng châu Á lần thứ 18 DSA 2024 diễn ra tại Malaysia từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5. Tin vui đã báo về ngay những ngày đầu diễn ra triển lãm. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 5, Viettel Hi-Tech cho biết, tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng, đại diện của Viettel Group là Viettel Hi-Tech đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty hàng đầu tại Malaysia. Đây chính là tín hiệu cho thấy hàng nóng của ta sẽ được xuất khẩu sang nước bạn trong tương lai gần. Theo đó, Viettel Hi-Tech đã ký với MIM Defense, công ty hàng đầu về cung cấp hệ thống sản phẩm quân sự công nghệ cao, và Transport, nhà tích hợp công nghệ cao có lịch sử hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành quân sự và viễn thông. Viettel và các bên đã tuyên bố cùng phát triển kinh doanh quốc tế. Hợp tác chiến lược này sẽ giúp các công ty thuộc hai quốc gia có thể tận dụng sức mạnh chung và khám phá cơ hội kinh doanh tại thị trường địa phương và toàn cầu. Theo ông Rear Admiral Dato Alias, chủ tịch của MIM Defense nhận định, thông qua việc hợp tác cùng Viettel, tôi tin chắc rằng MIM Defense có thể cung cấp các giải pháp tốt nhất cho chính phủ Malaysia. Từ đây chúng ta có thể chia sẻ tài nguyên, chuyên môn và công nghệ giữa hai ngành công nghiệp quốc phòng, góp phần nâng cao năng lực trong các lĩnh vực bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Đặc biệt chúng tôi có thế mạnh về tích hợp, cung cấp sản phẩm tới lực lượng hải quân trong bối cảnh bảo vệ an ninh hàng hải là rất quan trọng đối với Malaysia. Và các sản phẩm Viettel đã đáp ứng được mong muốn của chúng tôi. Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel Hi-Tech cho biết, sự tùy chỉnh là điểm mạnh chính của Viettel Hi-Tech. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu cụ thể nào từ khách hàng. Với sự hợp tác này, chúng tôi thực sự hy vọng rằng MIM Defense có thể giúp các giải pháp của Viettel mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng tiềm năng của chúng tôi, đặc biệt là quân đội Malaysia trong thời gian tới. Chắc mọi người sẽ thắc mắc rằng, chúng ta sẽ xuất khẩu thứ gì sang Malaysia? Cụ thể trước mắt thì chưa rõ, nhưng qua những gì mà đối tác nước bạn đã nói thì khả năng cao đầu tiên sẽ là những thiết bị thông tin liên lạc của Viettel. Một số sản phẩm trọng điểm của Viettel như các dòng máy thông tin liên lạc được phát triển trên cùng nền tảng công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo trang bị hoạt động tin cậy trong môi trường chiến tranh hiện đại. Các công nghệ thiết lập đường truyền sóng ngắn thông minh tiên tiến nhất hiện nay giúp hệ thống nhanh chóng tự động lựa chọn tần số, tốc độ, băng thông tối ưu để đảm bảo thông tin ổn định, tin cậy ở cự ly liên lạc trực tiếp lên tới hàng nghìn km. Trong lĩnh vực radar, Viettel hiện đã phát triển các sản phẩm radar cảnh giới biển tầm gần và tầm trung dành cho hải quân. Sản phẩm quang điện tử của Viettel có khả năng ổn định hướng ngắm cao, ống kính quang học tiêu cự lớn cho phép phát hiện các mục tiêu ở cự ly xa vài chục km. Để cụ thể hóa những điều đã nói ở trên, thì cũng tại lễ khai mạc, Viettel Hi-Tech đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng công ty Transport Malaysia. Theo đó, Transport cũng sẽ trở thành kênh phân phối của Viettel tại thị trường Malaysia, tập trung vào các lĩnh vực, sản phẩm như hệ thống mô phỏng, huấn luyện chiến đấu, 5G private, thông tin liên lạc. Nói đến Viettel thì mảng thông tin liên lạc chắc chắn là thế mạnh của họ. Toàn bộ hệ thống radar do Viettel phát triển, thành phần công nghệ lõi từ anten, phần cứng, phần mềm, các thiết bị thu sóng điện tử đều do kỹ sư của Viettel thiết kế chế tạo, tức là 100% made in Việt Nam. Sản phẩm radar của Viettel được áp dụng các công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay như công nghệ số hóa trực tiếp cao tần, công nghệ anten mảng pha quét búp sóng điện tử chủ động, làm nền tảng cho các loại radar cảnh giới, chỉ thị hỏa lực hiện đại, công nghệ thu phát và xử lý tín hiệu điều tần tuyến tính liên tục ứng dụng cho các loại radar có trọng lượng nhỏ, độ phân giải cao, phát hiện các mục tiêu có kích thước nhỏ, ứng dụng AI trong bài toán xử lý, hiển thị mục tiêu và nhiễu. Để đáp ứng nhu cầu trong chiến tranh hiện đại, các dòng radar của Viettel được tích hợp đầy đủ các tính năng tác chiến điện tử, trong đó nổi bật là tính năng chống nhiễu tạp tích cực, tác động vào cánh sóng bên, tính năng xác định tần số và hướng nguồn phát nhiễu, tính năng nhảy tần, tính năng tập trung năng lượng, tính năng phân tập theo tần số.
Đồng thời để bắt kịp với xu hướng của các hãng radar hàng đầu thế giới như Thales của Pháp hay là Lockheed Martin của Mỹ, Viettel đang từng bước nghiên cứu và làm chủ dòng radar thế hệ thứ tư là các đài radar thông minh, radar đa chức năng. Đó là sơ qua về màn hợp tác lần này giữa ta với các đối tác tới từ Malaysia. Triển lãm vẫn còn thời gian nên hy vọng rằng đây chưa phải là tin vui duy nhất mà chúng ta có được. Nói thêm về triển lãm lần này ở Malaysia, DSA và NASDAQ 2024 thuộc top 5 triển lãm về quốc phòng và an ninh lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay cũng là sự kiện lớn nhất trong 18 năm tổ chức với sự tham gia của hơn 1.200 doanh nghiệp từ 60 quốc gia, gần 400 đoàn từ 45 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 50.000 khách tham quan. Viettel tham dự triển lãm với vai trò là gian hàng quốc gia Việt Nam, hiện diện cùng nhiều gian hàng quốc gia trên toàn thế giới trong không gian triển lãm 45.000m2. Nhiều công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng như là BAE System, Raytheon, SAAB, Thales thường xuyên tham gia sự kiện, cùng với các công ty hàng đầu của Malaysia, Bostit, DevTech, Sapura. Triển lãm năm nay trưng bày 15 nhóm chuyên đề, nổi bật là các sản phẩm quân sự hiện đại, máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, súng laser, các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng an ninh. Tham gia DSA 2024, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã giới thiệu các nhóm sản phẩm công nghiệp quốc phòng gồm radar, tác chiến điện tử, quang điện tử, thông tin liên lạc, tự động hóa chỉ huy, huấn luyện mô phỏng, máy bay không người lái UAV, mạng viễn thông quân sự. Trong lần xuất hiện này, VAT không chỉ giới thiệu hệ thống sản phẩm quân sự tiên tiến, mà còn trưng bày các mô-đun thành phần, phản ánh năng lực nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi và thiết kế từng cấu phần sản phẩm. Đặc biệt sau thành công của các hợp đồng triển khai hệ thống 5G tại Ấn Độ, trong đó có hợp đồng được ký kết tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, VST có được những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực quân sự và sản phẩm lưỡng dụng. Trước khi DSA và NASDAQ 2024 chính thức bắt đầu, VST đã nhận lời mời làm việc đến từ gần 40 đối tác trên thế giới như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Singapore, Indonesia. VST cũng nhận được đề nghị hợp tác từ các đối tác lớn ở khu vực Trung Đông và châu Á, mở ra các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt trong lĩnh vực 5G. Từ chủ đề của DSA và NASDAQ 2024 là xây dựng tương lai vững chắc cho các quốc gia phát triển, Viettel mang đến những sản phẩm quân sự đa dạng và nguồn lực chất lượng cao, cung cấp giải pháp nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh tới khách hàng quốc tế. Không những thế, gia nhập chuỗi cung ứng quốc phòng thế giới, VST sẵn sàng hợp tác với các đối tác toàn cầu, trở thành nhà đồng phát triển sản phẩm, tùy biến sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khả năng tùy biến là lợi thế của VST so với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới. Nhân dịp gặp gỡ với các đối tác nước ngoài tại Malaysia, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng đã trân trọng mời Bộ Quốc phòng, quân đội và doanh nghiệp quốc phòng các nước ủng hộ tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai, được tổ chức từ 19 đến 22 tháng 12 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Có thể thấy việc Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn tham dự và trưng bày sản phẩm tại các sự kiện quốc tế về công nghiệp quốc phòng là những hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thiết thực triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng hiện đại, nhất là Nghị quyết số 08 NQTW ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Con đường mang vũ khí trang bị Made in Vietnam ra thế giới hiện đang gặt hái được những trái ngọt đầu tiên. Đây là dấu hiệu cho thấy nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đang phát triển rực rỡ. Mong rằng một ngày không xa, những hàng nóng của ta sẽ đến được với nhiều đối tác nước ngoài hơn nữa, nhất là những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng vượt trội trên thế giới. Như thế chúng ta mới khẳng định được chỗ đứng của mình và nâng tầm vị thế quốc gia. Chiều ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Kim Sơn Ho, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đồng chủ trì đối thoại. Sau cuộc gặp gỡ này, truyền thông phía Hàn Quốc đã nói rất nhiều về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt trong số này là loạt bài viết đề cập tới việc Việt Nam sẽ mua lại bản quyền sản xuất pháo tự hành K9 Thần Sấm trong nước. Đây là thông tin lấy được từ thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nên độ xác thực của nó chúng ta không phải bàn đến. Dù báo chí trong nước vẫn chưa thấy đề cập gì đến bản hợp đồng lớn này, nhưng đây cũng là điều bình thường. Vì từ trước tới nay, mỗi khi mua bán vũ khí với đối tác nước ngoài, phía Việt Nam đều im lặng mà làm.
chả nói năng gì. Đến khi nhận hàng rồi thì bà con mới hay. Có lẽ lần này cũng vậy thôi. Nhưng điều đặc biệt ở đây là, theo báo chí Hàn Quốc nói, thì chúng ta không chỉ mua một vài khẩu K9, mà chúng ta mua luôn cả bản quyền để mang về tự sản xuất. Nghĩa là chúng ta mua công nghệ của họ. Muốn có bao nhiêu chiếc thì sẽ tự làm lấy. Đây phải nói là một thông tin hết sức đáng mừng, cho thấy nền quốc phòng của Việt Nam đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Chúng ta không còn hướng tới việc mua sắm những vũ khí tối tân một cách ồ ạt nữa. Thay vào đó là ta chỉ mua bản quyền và công nghệ của nước ngoài. Ta đã làm điều này với một số hàng nóng của Nga và giờ là Hàn Quốc. Nói riêng về loại pháo tự hành đang được quân đội Việt Nam quan tâm, nó có tên đầy đủ là K9 Thunder. Do công ty Samsung Techwin, một trong những công ty con của tập đoàn Samsung sản xuất, sử dụng khung gầm xe tăng M1 của Mỹ. Trước hết, đây là một trong những mẫu pháo tự hành có khả năng cơ động thuộc hàng top thế giới. Nó có thể di chuyển được trên mọi địa hình hiểm trở, cũng như không gian tác chiến hạn chế. Và để làm được điều này, K9 được trang bị hệ thống động cơ diesel có công suất lên đến 1.000 mã lực với tầm hoạt động lên đến 480 km. K9 Thunder có trọng lượng khoảng trên 50 tấn tùy phiên bản, dài 12m, rộng 3,4m, cao 2,73m, kíp xe 5 người, gồm chỉ huy, lái xe, pháo thủ và 2 nạp đạn viên. Với lòng pháo 155mm, K9 có tầm bắn tiêu chuẩn lên đến 30km với đạn HE và 56km với đạn tăng tầm. Như vậy, pháo K9 tự hành của Hàn Quốc có tầm bắn lớn hơn gấp đôi so với các loại pháo tự hành 2S3 có cỡ nòng là 152mm của quân đội Việt Nam hiện tại. Có thể thấy K9 là một sự nâng cấp đánh giá cho lực lượng pháo binh Việt Nam. Ngoài vũ khí chính, tháp pháo của K9 còn được trang bị một súng máy để tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tầm gần. Có cơ số đạn chiến đấu 48 viên, K9 sở hữu quy trình nạp đạn pháo hoàn toàn tự động, với tốc độ bắn của nó có thể lên tới 6 phát một phút với 2 nạp đạn viên. K9 Thunder có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, bằng chứng là khẩu pháo này đã được Hàn Quốc xuất khẩu cho nhiều quốc gia với nhiều kiểu thời tiết, trong đó bao gồm các quốc gia xứ lạnh như là Estonia, Phần Lan hay Na Uy, hoặc các quốc gia có khí hậu nóng nực như là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ. Khi ngồi trong K9 Thunder, kíp chiến đấu gồm 5 người sẽ được bảo vệ khỏi các mối nguy về phóng xạ, hóa học và sinh học. Lớp giáp thép dày 19mm của pháo tự hành này có khả năng chống lại mảnh đạn pháo và súng máy hạng nặng cỡ nòng đến 14,5mm với giá thành khoảng 10 triệu đô la. Kèm xe tiếp đạn K10, 4-6 triệu đô la chỉ riêng pháo, K9 đang là một trong những vũ khí đắt khách của Hàn Quốc nhờ vào các tính năng chiến đấu và kỹ thuật đỉnh cao cũng như giá cả tương đối hợp lý. Thậm chí từ phiên bản pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ còn mua bản quyền để thiết kế ra khẩu pháo tự hành T-155 Fortuna của riêng mình. Điều này có thể xảy ra tương tự với Việt Nam vì chúng ta cũng đã làm ra hệ thống tên lửa của riêng mình bằng cách kết hợp các công nghệ của Nga và Hàn Quốc lại với nhau. Và có được bản quyền K9 trong tay thì việc tạo ra một loại pháo tự hành mới phù hợp với quân đội Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. K9 hiện đang là một món hàng hot trên thị trường mua bán vũ khí thế giới. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc, pháo tự hành K9 của Hanwha chiếm 55% thị trường xuất khẩu lựu pháo tự hành của thế giới trong giai đoạn năm 2000 đến 2021. Hàn Quốc cũng có nhiều ưu đãi trong thỏa thuận xuất khẩu vũ khí bằng cách đề nghị chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất tại nước đối tác, thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của chính các khách hàng. Hàn Quốc biết rõ những ưu đãi như vậy có sức hút mạnh như thế nào. Ngoài xuất khẩu thì dĩ nhiên K9 cũng là món hàng lợi hại mà chính phủ Hàn Quốc đang dùng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Với một quốc gia phải đối mặt với các mối đe dọa tiềm tàng ở biên giới như Hàn Quốc, pháo binh trở nên vô cùng quan trọng khi có thể phản ứng nhanh, ổn định và có chi phí thấp hơn nhiều so với không lực. Tính cho tới năm 2019, Hàn Quốc đã triển khai trên 1.200 khẩu pháo tự hành K9 Thunder trải dọc khu phi quân sự và các vùng giáp danh với Triều Tiên. Từ hoạt động chuyển giao công nghệ lần này, Việt Nam bên cạnh việc có thêm một hỏa lực tự hành hiện đại, chúng ta còn thu thập được vô vàn công nghệ cần thiết. Từ vật liệu thép tới công nghệ đúc nòng pháo, rồi hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính, thiết kế khung gầm tự hành, v.v. Những thứ này có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần trên các hệ thống vũ khí khác, ví dụ như xe tăng, xe bọc thép chẳng hạn. Nói vậy để thấy cách làm của chúng ta là rất đúng đắn. Có thể nói là với tính cơ động cao, tốc độ triển khai nhanh, khả năng bắn loạt hiệu quả và giá cả phải chăng, K9 Thunder xứng đáng là một trong những pháo tự hành tốt nhất hiện nay. Một món hàng ngon như vậy mà Việt Nam chúng ta mua được bản quyền thì thực sự là điều quá đáng mừng. Đây cũng sẽ là đòn bẩy cho những hợp tác quốc phòng lớn hơn giữa hai nước sau này.
Thông tin thêm về buổi đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11 mới đây, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 12 năm 2022, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục được lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực nổi bật trên các lĩnh vực. Trao đổi đoàn các cấp, nhất là các cấp cao, giáo dục đào tạo, các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tham vấn ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ không hoàn lại 20 triệu đô la giúp hoàn thành tốt dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2018-2021 tại tỉnh Bình Định và Quảng Bình, 14 triệu đô la để triển khai dự án hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc giai đoạn 2024-2026. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, giáo dục đào tạo, các cơ chế đối thoại, tham vấn giao lưu, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan cấp cao của Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự khóa học quan chức quốc phòng cấp cao tại Học viện Quốc phòng và các khóa tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự. Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Sun-ho cho rằng đối thoại lần này là cơ hội tốt để hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Ngài Kim Sun-ho cũng khẳng định, Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng với Việt Nam và đề nghị hai bên duy trì các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời phát triển các lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Cũng tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Đối với vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và cam kết ở khu vực, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả. Đối với tình hình bán đảo Triều Tiên, Việt Nam kiên trì lập trường chống phổ biến vũ khí sát thương hàng loạt, ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại hòa bình. Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ngài Kim Sun-ho đã ký biên bản đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11.